được mấy cân nữa? Này á, này con phải hơn chục cân nữa. Con mua chim á? À con voi à? Con nhặt đi. Ok.
Ông mua sim nhỉ? Về bơm rượu. Đấy. Xem đi. Thì ăn gì? Không không tổ sim mình trước nhỉ? À vâng, sim già ấy. Gà với hỏi đi châu nó phải đặc quả như thế này đó. Nó phải cân nhá. Dạ. Thôi ta làm gấp thùng lít thôi. Thì bác làm đi. Dạ, bán. Thì bán thua cho vào. Đó, đặt lên xe nào. Đặt lên cho 3 cân đi. Dạ. Đồ bán gì? Đây. Không em trả thế tuổi. Hơn chục cân nữa, nhiều lắm. Rồi, giả đây. Vâng, con xin nhá. Bốn mươi nghìn. Bên này cái này bốn. Vâng. Cái này về băng ngâm được 10 lít. 3 cân 10 lít. Mua sim á? Đấy, con thử đi, ngồi đây con ăn. Đây để cô cân nữa. Rồi. Con ăn đi. Con ăn không? Đây, chọn những quả, chín chín con ăn nhé. Chọn những quả chín chín ấy, những quả chín chín con ăn. À? Chế à? Rồi, nào để cô cân nào. Nhận những quả chín là con ăn cho ngọt. Cái này test nhạt đi. Đấy. Nhận những quả. À con voi à? Con nhạt đi. Ồ, thế con ăn đi xem nào. Ăn đi ngọt không? Quả to đùng. Quả to đùng. Đây, cho con trả nhá. Đây để lấy tiền lại á. Cho con tầm 10.000 nhá, 2.000. Đây để cô trả tiền lại con nhá. Đây của con đây. Con về nhá. Nào,
con đi sang đường ở tạm cho tớ. Ông nhà không ý ạ rồi. Ông nhà. Chim ấy. 40.000 một cân. Nhưng vừa hái xong á. Tươi ngon luôn, chín. Anh ngâm rượu à? Chỗ này của em hơn chục cân, hơn. Em đem mấy cân? Lấy về ngâm rượu. Ngọt lắm. Tầm độ 15 cân không? À, chắc là được ấy ạ. Cho anh tả anh đẩy ngâm rượu. Cho anh bảo túi bao có bao không? Vâng, này tôi bóng đấy. Ok. Em hái lâu chưa? Vừa hái xong. Nào hái nữa để cho anh chục cân nữa. Nhỉ cân. Cân dưới, một cân mốt, mười năm nhé. Này em lồng thêm túi cho anh, cái này để anh xách. Gọi nhá. Ừ. Hái được rồi, đưa anh một cân.